Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì nay có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Suy niệm: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Dù là con Thiên Chúa, có thể làm bất cứ việc gì Ngài muốn, nhưng Chúa Giêsu cũng đi loan báo tin mừng với một sứ mạng cụ thể, đến với những con chiên lạc nhà Israel. Chúa Giêsu đã hành động như một người được sai đi, làm nhiệm vụ một cách trung thành và khiêm tốn. Dù như thế, nhưng ân sủng của Thiên Chúa không bị giam hãm ở trong những giới hạn và nguyên tắc. Người phụ nữ dân ngoại vẫn nhận được những gì bà cầu xin. Do lòng tin rất mạnh mẽ của bà đã gặp được lòng thương xót không biên giới của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn có kế hoạch để mời gọi chúng ta cộng tác vào chương trình của Ngài. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết trung thành với những chương trình mà con được Chúa mời gọi cộng tác. Với một xác tín rằng Chúa biết điều gì cần thiết cho mọi người và cho cả chính bản thân con. Và khi trung thành như thế, con sẽ nhận ra lòng thương xót vô biên của Ngài, vẫn hoạt động vượt khỏi những giới hạn của con người để trao ban đến khắp mọi nơi. Amen.